Mời các em cùng với thầy và tôi là trường VN đến với các ví dụ minh họa trong cái bài toán liên quan đến đốt cháy ankin nào. Đề bài như sau, ví dụ số 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol hydron X mạch hở thì cần vừa đủ 1,792 lít khí oxy để được chuẩn. Dẫn sản phẩm cháy này qua dung dịch đi vôi trong dư thì thu được 6 gam kết tủa. Đề bài hỏi các em là công thức của X là. Đây là một câu hỏi trắc nghiệm. Người ta cho các bạn những phương án ABCD ở đây. Ok, chúng ta hãy cùng bắt tay làm nhé. Thế bây giờ nó thành phần của anh X nó là gì ạ? Nó là nguyên tử nguyên tố C và nguyên tố H. Khi đốt cháy chúng ta sẽ được sản phẩm cháy là gì đây ạ? À nó là CO2 và nước. Mình sẽ đi cùng tóm tắt đề này, ví dụ số 1. Chúng ta sẽ đi tóm tắt nhé. Về thành phần nguyên tố đó là C và H khi cộng với anh oxy khi bị đốt cháy lên đấy thì tôi sẽ thu được là gì đây ạ? C này nó sẽ đi về CO2. H này nó sẽ đi về là H2O. Thế bây giờ người ta bảo là gì ạ? Sản phẩm cháy này qua dung dịch nút vôi trong. Đây, hai anh này là sản phẩm cháy đây kìa. Đấy. Sản phẩm cháy này cho qua dung dịch nước vôi trong đó là dung dịch gì đây ạ? À, dung dịch nước vôi trong chính là dung dịch CaOH 2 lần. Và người ta nói rõ ràng là dung dịch nước vôi trong dùng dư. Nhớ cho thầy một cái từ ngữ đó là dư. Khi mà CaO 2 lần chúng ta dùng dư ấy thì anh CO2 này nó là oxit axit. Anh này là bazơ. Vậy thì có bao nhiêu CO2 sinh ra thì nó sẽ bị hấp thụ hoàn toàn bởi anh CaO 2 lần. Được chưa? Tức là nó phản ứng đấy. Nước cũng bị hấp thụ hoàn toàn. Đúng không? Dung dịch nào cũng hấp thụ nước. Vậy thì lúc này ta sẽ xử lý được ngay anh CO2 thông qua cái anh kết tủa chúng ta thu được cái này. Đúng không? Kết tủa ở đây. À, kết tủa ở đây chính là gì ạ? Chính là CaCO3. Đó chưa? Kết tủa. Mình tính toán cho thầy. Mình sẽ tính toán được cái anh CO2 sinh ra. Đúng không nhờ? À. Phương trình phản ứng. Xử lý anh CO2. CO2 cộng với lại CaOH 2 lần dư thì mình sẽ thu được là CaCO3 kết tủa cộng với lại H2O. Nhớ nhé, bazơ mà dư ấy thì sau phản ứng chỉ thu được muối trung hòa thôi các em ạ. Được chưa? Chỉ được muối trung hòa CaCO3 thôi. Vậy sao? À, nếu bạn các bạn phản biện lại là nhỡ thu được muối axit thì sao hả thầy? À, nhỡ thu được là CaHCO3 2 lần thì sao? Không được. Nếu thu được muối axit thì muối axit đấy có tính axit, có tính lưỡng tính đấy thì nó sẽ tác dụng ngay anh bazơ dư này, được chưa? 6 gam kết tủa thì mình sẽ tính toán được số mol. Anh này là 0,06 mol các em ạ. Vậy thì anh CO2. CO2 sản cháy là 0,06, các bạn điền đây, anh này 0,06. Đúng không? Thêm nữa số mol của đốt cháy cái anh này nó là 0,02. Ok chưa? Anh oxy là bằng bao nhiêu ạ?